Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay em lên cho các bác một bộ dàn Onkyo, có mã đây là Onkyo L7X. Đấy. Ở đây thì em đang phối với con 7XDV các bác nhé. Đấy, dòng bass bằng carbon. Hình thức thì đây, các bác nhìn thực tế nhé. Đấy, con này thì một bên này chân căng nó đang bị hết này, nó đang bị chân bên này thì còn chân này nó gãy bìa. Đấy thì em bán rẻ luôn cho các bác con này nhé. Con này thì em bán về các bác sử dụng, thứ nhất là USB này. Đấy, máy về có thể cắm USB này. Bác nào thích cắm Bluetooth thì mua cái Bluetooth từ xa bé bé này, cắm vào đây này. Đấy. Hoặc là các bác thích cắm Smart TV hay là cắm điện thoại thì cắm vào đây. Đấy, tức là nó có thể là kết nối với USB này, điện thoại này, máy tính này, Smart TV này, đây. Smart TV đây, máy tính đây. Đấy. Bác nào cần thêm giải trầm cắm súp vào đây. Đó, công suất của loa đạt 70W một loa, trở kháng từ trước là 4 ohm. Đó, về hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Đó, con này giá của nó là bình thường, ví dụ như cái bộ này của nó thì rơi khoảng là 2,7 triệu các bác nhá. Đấy, 2,7 triệu là bộ như này. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì con này nó đang bị cái chân căng này đây. Gãy chân căng. Đấy, bên này thì còn, bên này gãy thì các bác có thể dùng căng này mình che lại cũng được nhá. Này. Gắn che lại, hoặc không thì chả cần để như thế cũng đẹp. Hoặc các bác nếu mà không thích dùng căng thì mình có thể là bỏ luôn cái chân này đi nhá, rút cái chân này ra luôn. Đấy, mình thay vào một cái chân khác cũng được. Cái chân này dễ mà, các bác về dùng mình lạy nhá, sau đó mình sẽ lấy một cái chân khác mình cắm vào thay thế là được. Đấy, mua bằng cái khác thay thế vào, hoặc mình có thể cắt những cái e-lock của bác, cắt bằng cái đầu e-lock ấy, xong mình cắm nó vào cũng được mà. Đấy thì bộ này thì để các bác giá là 2,5 triệu nhá. Đấy, bớt cho các bác 200. Đấy, con này nó gãy chân căng, bớt 200. Được chưa? Đấy, nó này thì về các bác dùng băng keo mình kéo lên tí cho em cho đẹp. Hoặc là mình có thể tháo ra xong mình lấy cái đũa mình đẩy từ bên trong ra nhé. Đẩy từ bên trong ra là nó lại đẹp bình thường. Đấy. Thì thôi, con này em để các bác 2,5 triệu nhá. Bớt cho các bác còn 2,5 triệu. Đây, đấy, về hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Đấy, công suất này, số seri này. Đấy, seri của nó này 07644 này. 1994. Con này lại về khác seri à? Con này là 1994 này. Con này là 7644. À, con này nó khác seri các bạn, tức là hình thức thì nó giống nhau, y chang nhau luôn. Đấy, hình thức thì y chang nhau luôn. Đấy, chỉ khác nhau về cái số seri thôi. Thôi được rồi, bây giờ như này đi. Khác seri đúng không ạ? Khác số seri lại bớt thêm tí nữa để các bác còn 2,1 triệu. Đấy, 2,5 triệu, nhưng thôi bây giờ nó khác seri nhá. Bớt tiếp cho các bác còn 2,1 triệu. Đấy, bác nào chốt thì alo cho em, được chưa? Kết nối với cả súp ngon lành, có cổng súp riêng này. Đấy, cầu loa ghép ngon lành rồi, điện thoại máy tính cắm ok, Smart TV cắm thoải mái luôn. Thích làm giải mã cũng được, cắm qua đường này đưa ra đẩy vào cầm ni to hát karaoke. Đấy, được chưa? Rồi, con này hôm nay chưa lớn luôn nhá. Đấy. Nó bị cái chân căng một xíu, mẹ đây một xíu thôi em chân căng đây một xíu thì thôi em bớt cho các bác là còn 2,5 triệu, nhưng mà đấy, vừa mới nhìn sơ qua lại thấy khác seri thôi. Khác seri nhưng mà hình thức thì là giống y nhau, y đúc luôn nhá. Đấy, nó vẫn là một, mà nói chung là nó chỉ khác số seri được các bạn. Còn công suất trở kháng hình thức nó giống nhau hết. Bát, biếc, tép, tiếc, y chang nhau hết. Chả khác nhau gì, chỉ khác mỗi cái số seri sau thôi. Thực ra cái số seri nó chả quan trọng đâu, nhưng mà nhiều bác cứ thích cái số đấy thì thôi. Em bớt tiếp cho các bác 400 nữa, còn 2,1 triệu. Đấy, thì bác nào chốt bộ này thì alo cho em nhá. Bây giờ em sẽ đi thử các chức năng này. Đầu tiên em thử trên máy tính này, các bác nghe thử này. Mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ người đã như mơ, tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay, gió rét có vẻ lòng người có lắm chua cay, ta như con thuyền ngược xuôi đi đó đây. Tìm em nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi, bên cũ có còn người lặng đứng ngóng xa khơi, hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng hoa.
ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau, ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu. Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa dài dầu, người ơi về đâu. Đó thì đấy là về trâm từ máy tính. Còn có ngay USB thì nhấn vào đây cho em này. Đấy, đây là USB. Con này đã đọc được cả tên ca sĩ và tên bài hát các bác nhá. Đấy. Chuyển bài này. Chuyển bài các bác chỉ việc xoay cái này xong. Con này CDMD thì em thử mắt nó kém rồi thì mình bỏ qua hai phần này nhá. Đó, đấy là nghe trên USB. Về chất âm đến tầng USB. Còn có mà thích nghe đường quang thì lại chuyển về cho em digital. Đấy, thì lúc này nó là đường quang nhá. Đường quang USB rồi điện thoại cắm vô tư các bác nhá. Đấy thì giá con này thôi em xả luôn cho các bác còn 2 triệu mốt. Đấy thì bác nào chốt theo đâu cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.